Vâng, mến chào các quý anh em trên kênh YouTube của Shopshipman nhé. Như anh em chơi Zippo lâu năm thì đều biết là Zippo nó rất là đa dạng về chủ đề và kiểu dáng anh em nhé. Thì có hai cái mẫu Zippo mà nó phổ biến nhất, đó là cái dòng Zippo phổ thông có bản lề 5 chấu và cái dòng Zippo Replica 1941 có bản lề 4 chấu. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip review so sánh giữa hai cái dòng Zippo này anh em nhé. Có thể là một số anh em cũng chưa biết phân biệt rõ và nó có đặc điểm giống và khác nhau gì, thì hôm nay mình sẽ làm clip cụ thể và chi tiết cho anh em xem nhé. Thì để cho anh em rõ ràng hơn thì mình sẽ lấy cái sản phẩm ra trước và mình sẽ đọc mã số và mình chỉ ở đâu là dòng dòng phổ thông và đâu là dòng replica anh em nhé. Như anh em nhìn thấy này này, đây cái dòng này anh em nhé, thì trên đây nó có chữ 1941 replica. Đây là cái dòng Zippo replica bản lề 4 chấu anh em nhé. Và như trên clip này thì mình lấy tạm một cây. Cây này có mã số là mình để anh em nhé, ZR01 anh em nhé, ZR01. Còn cái cây dòng này là bản lề 5 chấu, nó là thuộc cái dòng phổ thông anh em nhé. Thì cái cây này nó đại diện cho tất cả những cái cây mà có bản lề 5 chấu và cái thuộc cái, nằm trong cái dòng phổ thông. Đây, nó không phải là một cái cây cao cấp hay là như nào anh em nhé, nó là cây đại trà. Và mình sẽ lấy đại diện cho cây này là có mã số đây, ZD4 anh em nhé. Ok. Thì hai cây này mình sẽ làm clip so sánh luôn anh em nhé. Thứ nhất về cái lịch sử hình thành anh em nhé. Cái lịch sử hình thành của cái dòng 1941 này, cái dòng replica 1941 nhé, thì nó được hình thành, nó được sản xuất từ năm 1941. Đấy, thì sau đấy nó không sản xuất nữa anh em nhé. Nó chỉ sản xuất một kiểu dáng là của năm 1941 là nó như thế này thôi. Sau đó nó không sản xuất nữa. Và đến cái năm 2001, đúng chính xác là năm 2001 đấy, thì nó làm tái bản lại cái kiểu dáng của cái thời đấy và nó làm ra cái kiểu dáng này đấy. Từ năm 2001 đến bây giờ là năm 2022 23 thì nó vẫn được sản xuất đại trà ra cái kiểu dáng như thế này anh em nhé, nên người ta mới gọi là replica. Đây là về cái lịch sử hình thành của cái dòng replica này như thế. Còn về cái lịch sử hình thành của cái dòng 5 chấu này thì nó cũng không rõ ràng và chi tiết cho lắm, tại vì là nó không mặc định một cái khoảng thời gian nào ấy. Cái dòng 5 chấu này nó sản xuất ra từ rất là lâu rồi. Đấy, từ cái năm 1932 1933 nó sản xuất ra một thời gian này nó đã có cái dòng 5 chấu rồi. 37 là các kiểu là đã có 5 chấu rồi anh em nhé. Và kiểu dáng nó thì cũng na ná giống cái cây này. Thế nên là mình cũng khó định hình được cái khoảng thời gian nó ra đời là năm bao nhiêu thì cũng cũng không định hình rõ như cái cây cuốn replica 1941 anh em nhé. Đấy là về so sánh về cái lịch sử hình thành như thế. Còn về cái hộp nhé, mình đánh giá cái hộp trước đi, cái hộp giấy này này. Đấy, cái hộp của Zippo thì nó sẽ chia thành hai phần, một là phần thân, hai là phần nắp anh em nhé. Cái phần thân thì nó như nhau ấy. Đấy, nó như nhau, nó có màu đen đen như nhau này. Về kích thước thì nó như nhau anh em nhé, kích thước như nhau, phần như nhau. Còn bên trong nó có một cái chữ này, cái dòng nào thì nó có ghi dòng đấy nhá. Cái dòng replica thì nó ghi replica, còn đây là ghi là Made in USA nhé, dòng phổ thông thì nó như vậy. Đấy là cái ruột nó thì phần thân giống nhau nhé, còn cái phần nắp thì nó sẽ khác nhau. Đấy, phần nắp bên trong thì nó sẽ khác nhau anh em nhé. Đấy, một cái thì màu này là màu màu trắng xám anh em nhé. Cái dòng này là màu trắng xám của cái dòng replica, còn cái dòng 5 chấu phổ thông là màu đen đen sần luôn như thế này. Đấy là điểm khác biệt của cái dòng này. Đấy, và đến so sánh đến cái thứ hai là cái vấn đề về vỏ anh em nhé. Cái vỏ của cây Zippo, đây mình sẽ cắt cái hộp đi. Cái vỏ của cây Zippo, cái dòng này này, cái dòng replica này, đấy, anh em xem nhé, thì nó có thiết kế nó sẽ khác một chút, là nó vòm vòm anh em nhé. Cái trình này này, đấy, nó vòm vòm như thế. Đấy, còn cái này thì cái độ vòm nó cũng có nhưng mà nó không vòm bằng anh em nhé. Nó không vòm, không tròn, không bầu bằng. Đấy, và bên dưới cũng vậy. Bên dưới cái này thì cái độ vòm, độ tròn của nó, bo tròn góc của nó không tròn bằng cái dòng replica anh em nhé. Đấy là cái điểm của nó, đặc điểm. Ngoài ra cái phần bo của cái phần thân là cạnh cạnh trước này và cạnh bên này. Đấy, thì đây nó gần như là gấp vuông góc anh em nhé, gần như là gấp vuông góc 90 độ luôn. Còn cái này thì nó bo cong hơn. Đấy, anh em nhìn cái mộc đáy thì sẽ rõ này, nó bo cong ở cái đoạn này này. Đấy, còn cái đoạn này thì nó gấp luôn, nó gần như là nó gấp luôn.
Đấy, là cái điểm khác biệt của cái dòng này anh em nhé. Cái kiểu dáng là nó khác biệt như thế. Còn về cái bản lề, cái bản lề thì nó cũng sẽ có sự khác biệt anh em nhé. Đây, mình sẽ gấp như thế này cho anh em xem. Cái bản lề của cái dòng 5 chấu này. Đấy, thì tất nhiên là nó sẽ có 5 chấu rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 chấu. Còn cái dòng replica thì nó chỉ có 4 chấu thôi anh em nhé. Nó chỉ có 4 chấu thôi. Là cái điểm khác biệt lớn nhất. Và kinh nghiệm của mình thấy, mình để ý rất là nhiều rồi, thì cái dòng 4 chấu này thì thường là nó kín hơn anh em nhé. Nó kín hơn. Nó rất là kín luôn đấy. Đấy, mình zoom cho anh em xem này. Nó kín hơn. Nên là cái khả năng cầm xăng của cái dòng này mình nghĩ là nó tốt hơn. Đấy, và thực tế thì mình xem khách hàng của mình có những cây này này, có dòng 4 chấu, khách hàng mình phản hồi là cầm xăng rất là tốt. Có một anh khách mà dùng được 7 ngày mà mỗi ngày dùng 50 điếu thuốc anh em nhé, mà vẫn chưa hết. Đấy, còn một số khách khác là bảo là cầm xăng đến 12 ngày. Đấy, còn cái này thì nó cầm xăng cũng khá là tốt anh em nhé. Tuy nhiên là khách của mình cũng bảo là cứ tầm khoảng 5 đến 7 ngày. Đấy, có trường hợp thì lên đến 10 ngày là bình thường anh em nhé. Đấy, nhưng mà mình thấy là cái này kín hơn. Cái dòng 1941 replica thì nó sẽ kín hơn cái dòng này anh em nhé. Đấy, ok, nó là như thế. À, còn về so về cái phần mộc đáy đi. Cái phần mộc đáy của cái sản phẩm thì đây. Cái dòng replica anh em nhé. Này, replica. Mình sẽ để lên đây một chút. Thì cái dòng này nó có 3 hàng chữ. Đấy, một hàng chữ này, hai hàng chữ và hàng chữ trên nữa là ba hàng chữ. Nó làm theo kiểu dáng giống như cái kiểu dáng của năm 1941. Đấy. Và cái chữ Zippo này nó mảnh và nó không có chữ R anh em nhé. Không có chữ R bên trên hoặc bên dưới. Đấy, tại vì năm 1941 nó chưa đăng ký bản quyền. Còn cái dòng phổ thông có 5 chấu thì mộc đáy nó có hai hàng chữ anh em nhé. Hàng chữ bên dưới và hàng chữ bên trên, nó chỉ có hàng chữ thôi. Và chữ Zippo này nó sẽ dày hơn, to hơn và nó có chữ R bên trên. Đấy, nó như vậy, về khác với cái điểm mộc đáy là nó như thế anh em nhé. Mình sẽ bóc tem ra để đi chi tiết hơn về cái bên trong của sản phẩm. Tuy nhiên, trước khi đi vào bên trong thì mình sẽ so sánh về kích thước cụ thể để cho anh em rõ hơn anh em nhé. Mình sẽ lấy một cái thước đây, cái thước tiểu ly anh em nhé, và mình đưa về không. Thì cái chiều ngang này đi. Đấy. Chiều ngang của cây Zippo đi. Cây dòng replica nhé thì nó rơi vào 38.5 mm anh em nhé, 38.5 mm. Còn cái cây này thì nó rơi vào 38.7. Đấy. Nó kích thước nó cũng xem như thế anh em nhé, nó cũng không lệch đáng kể. Đấy. Về cái chiều này. Đây, 12.8 mm. Còn cái này. 12.7 mm. Tức là nó cái dòng replica thì nó dày hơn một chút, tuy nhiên là cũng không đáng kể anh em nhé. Đây, còn chiều cao cái dòng này thì rơi vào 56.4 56.5 mm anh em nhé. 56.5 mm. Còn cái dòng này thì đây, 57.4, tức là cái dòng này nó sẽ cao hơn một ít. Đây, cái dòng replica nó sẽ cao hơn một ít anh em nhé. Nói chung là nó cũng không đáng kể lắm đâu. Nó lệch về kích thước thì cũng không đáng kể mấy. Ok, về so sánh về bên trong nhé, mình sẽ cất cái này ra để mà cho anh cho anh em lưu ý nhìn rõ hơn. Thì mình rút ra nhé, cái ruột của cái dòng dòng này đi, dòng replica đi, cây này là 522 này. Đấy, thì mình cứ lưu ý là như thế nhé. Còn rút cái cây này ra, cây này thì dòng phổ thông thì 521 đi cho dễ nhận biết. Cái kiểu dáng của cái ruột hai cái dòng này anh em nhé thì nó sẽ hơi khác nhau một chút, do cái vỏ nó khác nhau về kiểu dáng. Cái vỏ của cái dòng phổ thông thì nó bo tròn anh em nhé, đây, những cái đoạn này nó bo tròn này. Đây, đoạn này bo tròn. Còn cái dòng của dòng 5 chấu này thì nó cũng phải gấp khúc tương tự so với cái vỏ anh em nhé, để cho nó vừa. Và mình nói luôn là hai cái dòng này, cái ruột của hai cái này lắp cho nhau thì nó sẽ không vừa anh em nhé. Đấy, nếu mà cái này lắp cho hàng phổ thông thì sẽ không vừa, chật quá. Còn cái này lắp cho dòng replica sẽ lóng quá.
Đấy, là như thế. Về cái kiểu dáng là nó như thế anh em nhé. Còn về cái phần buồng đốt, buồng đốt là cái này này. Cái buồng đốt của cái dòng 5 chấu, dòng phổ thông ấy, là nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lỗ mỗi bên, tức là hai bên là 16 lỗ anh em nhé. Còn cái dòng này chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lỗ một bên. Đây, là hai bên là 14 lỗ anh em nhé. Đấy là điểm khác biệt thứ nhất của về cái buồng đốt. Điểm khác biệt thứ hai ấy, là cái chốt này, cái chốt bánh xe này. Chốt này là chốt giống anh em nhé. Giống này. Em thấy không? Chốt giống nên người ta gọi cái dòng này là chốt giống sở trí. Còn cái dòng này là chốt đặc luôn. Đây, nó đặc như thế này. Đấy là cái khác biệt về cái chốt bánh xe nhé. Còn về kích thước thì mình sẽ đo nhanh lên cho anh em. Để cho anh em mường tượng ra là kích thước là nó như thế nào anh em nhé. Đây, về kích thước là mình sẽ đo ở giữa đây. Kích thước của cái này thì là 36.2 mm của cái dòng ZK nhé. Còn kích thước của cái này 36 chấm cũng 36.3 gì đấy. Tức là nó lệch lệch nhau một chút đấy, không đáng kể anh em nhé, không đáng kể. Thế còn bên dưới đây thì cái chặn xăng thì nó cũng hơi khác nhau một chút. Đấy. Về tổng thể nó là như thế anh em nhé. Còn mình bây giờ mình sẽ đưa ra cái cảm nhận về cái âm thanh của sản phẩm nhé. Mình sẽ lắp lại một chút. Cảm nhận về âm thanh. Thì kinh nghiệm của mình á, mình bán Zippo cũng khá là lâu năm thì mình thấy là cái dòng Replica 1941 này âm thanh nó có vẻ là vang hơn và to hơn một chút so với đồng 5 chấu anh em nhé. Đấy, cái dòng này thì âm thanh nó như thế. Còn cái dòng 5 chấu này. Mỗi dòng có một cái âm thanh nó khác nhau và kiểu kiểu nghe nó khác nhau. Tuy nhiên mình thấy kinh nghiệm bản thân nhá, đánh giá cái dòng Replica 1941 là âm nó to hơn. Đấy, còn về mà tư vấn nên dùng cái nào? Đấy là cái phần quyết định. Thì mỗi người sẽ có một cái kiểu thích khác nhau, sở thích khác nhau nên là mình không có đúng có sai anh em nhé. Có những người là họ chỉ thích cái dòng 5 chấu thôi, có người là họ lại thích cái dòng 4 chấu. Đấy. Nhưng với cá nhân mình thì mình sẽ thích cái dòng 5 chấu. Đấy. Tại vì là mình cũng không không rõ nữa, tại vì có thể là mình bán cái dòng này nhiều hơn. Mình bán cái dòng 5 chấu nhiều hơn thì mình sẽ thích cái dòng này hơn. Tuy nhiên là cái dòng 4 chấu thì nó sẽ có cái vẻ đẹp nhất định của nó anh em nhé. Đấy. Mình bán số lượng ít hơn, tuy nhiên là nó lại có cái vẻ đẹp nhất định của nó. Đấy. Không phải ai cũng có anh em nhé, anh em cầm trên tay cũng không phải ai cũng có cái dòng 4 chấu như thế này. Ok, thì tổng kết lại là như thế. Còn trên đây mình đã giới thiệu cho anh em xem về cái sự khác biệt của dòng Replica 1941 và phòng 5 chấu phổ thông anh em nhé. Anh em thích cái nào thì anh em tự đưa ra quyết định nhé. Còn về cái sản phẩm này, cái này là cái Replica 1941 tái bản của cái dòng 18K anh em nhé. Và mã số là ZR01. Giá cây này thì shop vẫn đang sale còn 1 triệu 200 nghìn anh em nhé. Tới đây nó sẽ tăng giá. Cây này hiện tại trên thị trường bán giá tầm 1 triệu 7 anh em nhé. Còn cái cây này thì cái dòng này thì sản phẩm phế của shop nhé. Này lau đi sạch thôi. Ở trên thị trường cái cây này bán giá 1 triệu 2. Đấy. Shop Zipman thì hiện tại đang phân phối giá chỉ là 890 nghìn thôi anh em nhé. Và chắc chắn cái mẫu này tới đây cũng tăng giá luôn. Mã số sản phẩm là ZD4 anh em nhé. Ok. Hai cây này thuộc cho hai cái trường phái. Và anh em thích cái nào thì cứ nhanh tay alo cho shop nha. Anh em xem video nó thấy cái video này hay thì cho shop xin đăng ký kênh nhé. Để shop ra nhiều cái video kiến thức hữu ích cho anh em. Còn nếu cần thêm sản phẩm gì thì anh em cứ lên Google và chữ Zipman.vn nhé. Vâng, kính chào tạm biệt ạ.